Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết 21 Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết 21 của Trung ương đảng đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nghị quyết của Trung ương cũng đặt mục tiêu tới năm 2025 phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tới năm 2030 phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Nghị quyết 21 nêu rõ nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên. Cụ thể về tổ chức cơ sở đảng, Trung ương đảng yêu cầu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Trung ương cũng yêu cầu sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trung ương cũng yêu cầu tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo chất lượng, phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện, đồng thời xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để lãnh đạo công tác đảng, công tác quần chúng. Trung ương cũng yêu cầu tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn, tổng công ty với cấp ủy địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy tập đoàn, tổng công ty gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Cùng đó, Trung ương yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp tư nhân nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng. Nghị quyết của Trung ương cũng yêu cầu các cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh hoạt, chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém, xảy ra tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, Trung ương yêu cầu thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở những nơi có điều kiện, bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận, bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan đơn vị. Về đảng viên, nghị quyết 21 của Trung ương yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên. Trung ương nhấn mạnh cần tăng cường công tác quản lý đảng viên, kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách. Trong đó, nghị quyết Trung ương nhấn mạnh cần tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Bên cạnh đó, Trung ương cũng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên. Ngoài ra, Nghị quyết 21 của Trung ương cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để xem toàn văn nghị quyết 21 Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.